Đấy, chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của Dâm Mì Ăn Cồn nha. Hello mấy bạn, mình đang ở một buổi tối, tối khá nóng được nha, nhưng mà hôm nay trời mưa đã bấm ở Las Vegas, mưa là lòng nha. Bây giờ mình đang ở trong cái tiệm kêu là Sweet Raku. Sweet Raku là họ có những cái món ăn nè, họ làm dessert, họ làm trước mặt mình luôn. Có nhiều cái tiệm rất là đáng để review. Thì lần đầu tiên mình thấy, tại vì mình ăn sushi, thường thường mình ăn sushi là làm trước mặt không, mà chưa bao giờ mình thấy làm dessert, làm món ngọt mà làm trước mặt luôn. Coi như họ làm một cái món rất là độc đáo nha. Để là mình order vài món rồi mình cho mấy bạn coi. Bây giờ là họ trước mặt mình nè, họ đang làm một cái gì đó mình không biết nữa. Cái món đó mình nghĩ là kêu là Stella đó, là món kem dâu á. Đây họ làm cái bông, họ làm rất là đẹp. Trang trí lại thêm một cái mô hình kinh doanh là khá lạ nha. Cái tiệm này nó nhỏ xíu à, các bạn thấy quanh tiệm không? Đây, wow, có birthday. Bên đó họ mới một em bé, họ mới tổ chức cái sinh nhật. Đây mình thấy khá lạ, mô hình này mình chưa đi ăn bao giờ. Bên kia nó đang thò lửa lên lớp đường ở trên cho nó cháy thơm lên, tạo thành lớp cứng. Nói chung là cái quán này khá hay, họ làm những cái món ngọt thì nó cũng món truyền thống thôi, cũng chưa biết ngon hay không, nhưng mà cái lòng biểu diễn trước mặt mình luôn, họ làm đẹp lắm, làm như nghệ thuật. Đây bánh su kem gì biết không, kem trà xanh nó có miếng ngò nữa nè, đẹp không, hình như một tác phẩm nghệ thuật kìa. Cái này tương ớt xì ra trà nha. Phải không, mứt dâu Đà Lạt của mình á. Nè kem nha, kem. Cái này không phải là kem mà kem đông lạnh, mà kem là giống như kem người ta đánh ra vậy. Ăn cái cream á, cái cream á, không biết tiếng Việt kêu là cái gì, nó cũng là kem nhưng mà không phải kem đông đá, mà là kem là trong cái bánh kem á, nó béo, nó thơm, mùi trà xanh dữ lắm, ngon. Thử nha, cảm ơn cái bánh. Cái bánh nướng lên thơm dễ sợ, hồi nãy họ mới nướng từ trong cái lò kia ra kìa. Men tiệm này ngon á, chất lượng á, ngon lắm, mấy bạn tới thử nha. Sweet Raku giống như tiếng Nhật kìa. Lúc đầu tưởng Sweet Raku, nấu ragu mà sao ngọt được ta. Mà ngon dữ lắm, kể cả cái mức này cũng ngon nữa, họ tự làm kìa, họ đang làm hết rồi. Wow, đẹp không nha. Wow, lớp ở trên là chocolate á, bây giờ nó lủng nè, nó lủng xuống. Wow, hấp dẫn chưa, độc đáo, wow, chảy luôn. Thank you. Đây nha, đây là banana cotta nè. Banana cotta trong tiếng Ý á, banana cotta là xuất phát là tiếng Ý. Tiếng Ý có nghĩa là cooked cream, có nghĩa là kem mà họ nấu lên rồi đó. Họ nấu lên là bấm vô, chứ không phải kem đông lạnh. Kem mà kem giống như kem đá bào của mình nha. Cái chữ đó nghĩa là kem mà họ nấu lên, xong họ sẽ pha với chút hương vị, họ đã pha với hương vị giống như họ pha chocolate, cà phê hay vanilla, thì họ lấy họ bỏ lên trong một cái ly này, họ bỏ một chút xíu gì chuối, mình có thể thấy chuối nè, ở dưới mình có thể xoài hay cái gì đó, mình ăn thử nha. Có một cái hạt ngò ở trên nữa, trang trí rất là đẹp. Ngon lắm. Trái gì ta, từ để suy nghĩ nha, không phải trái xoài đâu. Cái gì quên tên mất rồi, nhưng mà ngon lắm, ngon quá. Cái gì ta, cái gì ta, từ biết trái đó có mùi cà phê, kem bên này mùi cà phê đá bào, với cái này trên là xoài, cái xoài họ cắt mụn ra, nhưng mà cái kem này cái trái gì á quên rồi, nhưng mà ngon lắm, thơm cũng hít trong đá bào. Còn ở đây là chocolate nha, chocolate ngon, rất là ngon. Thank you so much. Thank you.
Rồi nhớ ra cái hồi nãy cái trái cây mình trồng cái trái gì nha, trái cành to lướt, trái dưa gan, dưa lưới á, dưa có lưới ngoài á, dưa gan. Còn cái này á kêu là SpongeBob, SpongeBob. Cái tên của món ăn kêu SpongeBob là họ dưới có cream, ở trên này có lớp đường, lớp trên này nó cứng nhắc à, nè, cứng nhắc à. Cứng nhắc. Giống như mình làm cream brulee á. Đây, cái lớp ở trên giống như là một lớp đường á, hồi nãy họ có phun lửa họ khè lên á. Này là mình lướt cái này nè, nó có đó không? Rồi mình gõ, gõ nè, đó 1, 2, 3, gõ, đó gõ nó bể ra. Đây, nó bể ra, đây có dâu nha, đây có một số nách. Cái này hồi nãy họ xịt cái lớp đó xong lấy cái muỗng họ dẹt một cái, nó ra vậy nè. Đây, trông mà giống như cream brulee vậy đó. Hồi xưa mình có làm cream brulee mà bán dạo á, cũng giống giống vậy, đang thử. Ở dưới phải cream brulee, cream brulee là khác, ở dưới là kem dâu. Kem dâu với kem gì không biết, mà nó lạnh, lạnh ngắt à. Kem, mà không phải là kem mà kiểu giống nãy mình nói á, kem mà kiểu đông đá của mình. Mà kem lấy từ tủ lạnh ra, mà cái loại mà xịt mà bóp ra, ngon lắm. Kem, để coi coi. Cái lớp trên nó thì giống bánh flan với kem bù lê, còn lớp dưới là lớp kem dâu. Kem dâu. Ồ, dưới có gì nữa nè, trái cây. Để thử coi, phải đào lên mới được. Đào lên nè, có trái gì nữa đi nè. Đây có trái gì nè, thử. Ngon quá. Không biết trái gì luôn. Trái quýt thì trái gì á, trái càm, trái quýt gì á. Không biết trái gì nhưng mà ngon lắm. Bởi ta nói á, cái đầu bếp á, mà lợi hại á, là cái đầu bếp càng nấu một cái món này mình bưng ra mình ăn mình thấy ngon. Nhưng mà mình không biết được cái trong thành phần đó cái gì hết, mình chỉ biết ngon thôi. Chỉ biết xài từ ngon thôi. Chứ có trái này trái gì thì mình cũng biết nữa. Tôi thử coi. Ngon lắm. Thơm mùi quế nữa. Thơm mùi quế, không biết cái gì mà ngon. Khó mà xác định được lắm. Bởi đầu bếp Michelin á, đầu bếp 3 sao thường thường họ bưng đọc cái món á, mình tưởng cái đó là cái gì nhưng mà thực ra nó là nấu bằng một cái món khác hết. Mà cái này họ làm cũng đặc biệt thiệt á, đặc biệt. Ngon lắm. Ở dưới đây nãy giờ mình tưởng là có hai lớp thôi nhưng mà ai ngờ nó có một đống lớp luôn nha. Nè, ở dưới đây là có cái gì nè, nó chua chua chua, cái đỏ đỏ này là gì á, với cái lớp này là bếp bánh bông lan ở dưới nữa. Nè, chua chua. Có đậu phộng nữa. Cái này cái gì không biết, nó chua chua mà ngon. Chưa nha, xuống tận đáy rồi không có phát nữa. Nè. 5 lớp á, 5 lớp, ngày mình ăn mình đếm 5 lớp á, ngon lắm. Mỗi một cái lớp có một tầng là hương vị khác nhau. Đó mà bạn nào có tới á, ăn thử tên La Fregat, ăn thử tìm đi Swiss Raku. Ngon lắm. Rồi bây giờ đố nha, đố mà biết cái này là cái gì nha. Nhìn đi, giống bánh bao không? Đấy, nhìn đi như bánh bao hay là trứng gà gì đúng không? Đấy, kem vanilla đó, không phải bánh bao đâu. Bây giờ múc ăn thử nha. Đấy, ăn thử một cái vô nè. Bây giờ mua sắn vô, trời ơi, múc. Rồi, ăn vô nó mịn, mịn lắm. Ăn vô em thấy nó ngon mà nó mát. Mà không hiểu sao á, mà mọi thứ đó, nó mịn lắm. Nó có mùi sữa hay gì á. Nghe nhìn nó thì cứ tưởng là giống như là người ta làm dễ lắm, nhưng mà thực chất đã làm ra cái kem này texture nó khó lắm nha. Bây giờ mà mấy bạn mà có ở đây ăn thử là đảm bảo mấy bạn duyệt luôn á. Đây bây giờ mình cho các bạn coi nha. Đầu bếp ở đây là được gọi được thắng cái giải Bashi Chef of the Year nha. Đầu bếp Bio Ogasawara nha. Đó, cầm chừng mình nói chuyện giống tiếng Nhật quá ta. Sweet Raku nha, dessert. Rất là đẹp nha, họ thắng rất là nhiều giải thưởng. Đây nè, cái này họ đem từ Nhật họ qua. Đây là cái quầy tủ rượu làm rất đẹp nha. Ở đây mình vô mình có thể ngồi uống rượu vang rồi ngồi nhâm nhi. Họ có bán những cái món nhâm nhi giống như cá hồi vậy đó. Thì họ có những cái món ngọt nữa rất là ngon. Nói chung là tiệm rất là đẹp, rất là thích. Họ trang trí có những cái con này nè, rất là dễ thương nè, con voi nè, rất là dễ thương. Đây và những cái món của họ, họ làm những cái tiệm rất là dễ thương, rất là đẹp. Hôm nay mình tới hơi trễ, nhưng mà mấy bạn tới sớm á, họ còn những cái món mà rất là độc đáo hơn. Hôm nay mình tới trễ quá thì nó hết rồi. Thì họ có những cái gọi là của chef recommendation, có nghĩa là người đầu bếp giống như sushi vậy đó. Hôm đó họ sẽ có gì ngon, họ sẽ đem tới, họ recommend cho bạn ăn luôn. Họ làm cái này là y như sushi vậy đó, nhưng mà họ làm món ngọt, rất là dễ thương. Đây là những cái chai rượu rất là dễ thương. Tiệm rất là đáng để tới thăm nha. Tiệm này là rất là đáng để tới thăm đó. Sweet Raku nha, Las Vegas. Cái bức tranh này á là nó độc đáo. Nó độc đáo là các bạn thấy không? Nó nổi nè. Nó nổi lên. Làm giống như nó nổi lên. Đây có gấu Bắc Cực nè, Koala Bear nè. Có dãy núi của ông tổng thống của Rushmore nè. Có tùm lum hết, có Hawaii nè. Ở đây mình thấy Hawaii nè. Có Nam Hàn nè.
Có, để kiếm Việt Nam nè, Việt Nam đây nè. Ờ, quay zoom vô, Việt Nam nè. Việt Nam nè. Ê, Việt Nam nè, Việt Nam quê hương tôi á. Ê, có biển đen nè, nó Black Sea nè. Wow, có quảng trường đỏ nữa nè, Nga nè, khách sạn Ritz-Carlton ở Moscow nè. Wow, cái bức tranh này quá đẹp, mình nghĩ là đáng giá lắm, rất là dễ thương. Tối nay được quay được cái tiệm này quá đẹp luôn, quá rất là dễ thương. Nhờ sếp Khải recommend. Đi Las Vegas đợt này gặp anh Khải đúng là một cái cơ hội. Anh Khải recommend toàn những cái tiệm mà ngon không à. Mưa mấy bạn ơi, mưa lớn rồi. Trời, Las Vegas mà mưa lớn quá tuyệt vời. Mưa nha, trời mưa phùn lầy lội nha. Đồi núi chập trùng mưa phùn lầy lội. Wow, mưa nè, trời đỏ hết trơn, đỏ rực hết trơn. Mình đang đứng ở trong cái Plaza, không biết Plaza này ở đâu, nhưng mà chắc ở Chinatown á. Cái tiệm đó tên là Raku nè. Mấy bạn có gì ghé Las Vegas, tiệm này rất là đáng để ăn thử nha. Tiệm này là giống mì Uncle ăn là cảm thấy rất là excited để mà giới thiệu cho các bạn. Thường thường á mà mình ăn á mình cảm giác excited á, cái mặt mình nó sung sướng lắm. Thì các bạn nhớ like, share, subscribe channel cho mình nha, để có gì là mình có nhiều cơ hội để mình đi ăn, đi thưởng thức những cái tiệm mà đẹp, rồi mình chia sẻ cho mọi người để mọi người biết đến, để khi các vị mấy bạn mà đi du lịch là Las Vegas biết tiệm nào tới ăn nha. Bây giờ mình xin phép mình out ở đây nha, giờ trời bắt đầu mưa lớn rồi.